Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm cái con iPhone 7 nè. Nó bị dính đai lan màn hình Hello, khóa kích hoạt cho chủ sở hữu. Thì mình muốn bypass mà giữ lại backband á, đỡ hao pin thì phải là số serial gốc, số email gốc luôn hả? Giờ mình ghim vô máy tính, mình mở bao tool lên, mình coi từ nó iOS mấy. Thì con này 15.7.3 nè, vệ sinh 15.7.3. Số email, số serial đầy đủ. Nếu mà các bạn gặp tình trạng như vậy á, thì có thể cái máy nó đã đổi số serial rồi á, thì mình phải là về lại số series gốc nha, về lại số series gốc mình bypass mà không cần đổi số series. Video thì về số series gốc mình cũng có làm cái video, các bạn rảnh thì xem. Thì mình tiếp tục làm cái tool 18 lock, mình tải cái tool về rồi mình mở cái tool lên rồi mình chờ cho nó read cái máy mình á. Thì con này là iPhone 7 bản Nomad DFN này, 15.7.3. thì đối với cái bản Nomad DFN bypass Hello á, thì muốn giữ backband á thì mình phải dùng cái sim pin nha, cái sim mà có cài máy pin đó. Thì để lát mình bỏ vô đây, mình bỏ qua một bên đi. Rồi giờ mình là backup cái file Hello trước, backup lại cái file Hello, không có cần đổi số series nha các bạn. Rồi bấm General Hello nè, mình chờ cho nó get cái file Hello mình á, dạng như backup cái file Hello á, để lát mình active nó, rồi chờ nó chạy á, nó sẽ báo down. Thì mình sẽ chết lại cái file backup Hello, coi thử nó đủ file rồi, file active, file thông báo đầy đủ chưa. Rồi có file active nè, rồi coi thử có file thông báo chưa. Rồi file thông báo đầy đủ nè các bạn. Rồi giờ mình vô chế độ Bowinix để bù cho nó. Thì các bạn bấm trên cái tool đó là vô chế độ Bowinix á, thì bấm chữ Start nè, nó kêu mình là đưa cái máy về chế độ Recovery ha. Giờ mình vô chế độ recovery trước, thì muốn tắt máy nhấn volume trừ, game cap cũng được, không là mình vô trực tiếp trên cái bao tool nó cho nè các bạn. Các bạn bấm vô enter recovery mode nè, là từ từ nó đưa cái máy mình về chế độ khôi phục ha, chế độ recovery. Rồi mình đợi cho cái tool nó nhận lại á, rồi vô chế độ recovery nè, recovery mode. Con này iPhone 7 thôi. Rồi bắt đầu mình bấm lại Bowinix, Bowinix depo á, rồi bấm start. Cái này các bạn vô depo nè, giờ nó kêu vô depo nè, vô cần vô chính xác thì các bạn để ý cái dòng số 3 á, nó bắt đầu đếm từ 8 giây trở lại là mình buông phím nguồn giữ volume trừ được ha. Rồi nhấn nè, volume trừ nguồn. Rồi các bạn nhìn bên cái bảng thông báo nó đếm từ 8 giây là buông nguồn, rồi giữ volume trừ. Là tự động nó vô depo thôi. Còn không các bạn làm quen tay thì mình làm cũng được ha, không cần nhìn cái tab. Rồi vô depo thành công nè. Máy còn nhận đầy đủ. Rồi để mình mở cái device manager lên cho các bạn thấy nó chạy, nó sẽ nhảy driver, nó chuyển lên chuyển xuống cho các bạn dễ quan sát ha. Rồi mình bấm vô chế độ Bowinix đó, vô chế độ depo đặc biệt á, driver nhận đầy đủ nè, mình coi bao tool nào. Rồi mình mở bấm vô Bowinix depo, rồi cái tool nó sẽ vô chế độ Bowinix ha. Cái này thì nó vô chế độ Bowinix Gator nha các bạn. Nếu nó báo này nó lấy cổng USB hay driver gì á thì mình cứ bấm no. Bấm no vài lần là nó sẽ mất những cái tab đó ha. Rồi enter vô, nó đang vô chế độ Bowinix. Khi vô chế độ Bowinix thành công á thì mình boot ram disk. Rồi driver còn nhận đầy đủ nè. Thì các bạn muốn đổi số series mình chọn cái boot bubble ha. Giờ mình boot ram disk đó nè. Đó, vô Bowinix Gator, tự động vô Bowinix Gator luôn. Cái tool này nó hoạt động nói chung là các bạn chỉ tải về rồi order series là mình chạy thôi, khá là tiện ha. Rồi cái này nó download những cái file ram disk trên server để nó chạy. Thì cái tool này mình nói sơ qua, các bạn muốn chạy thì mình phải order số series nha. Thì các bạn cần làm thì cứ liên hệ với mình order giúp các bạn. Rồi mình đợi cho nó cái tool nó boot ram disk á, nó mau thành công á, rồi cái ô active hello nó sẽ sáng đèn á, thì mình bypass thôi.
Cái này thì cũng có nhiều bạn hỏi cái vụ bảng Rio Pen mà xài sim pin rồi sao á. Hôm nay mình làm cái video này thì khá là kỹ ha, fit thông báo luôn cho các bạn. Cần thì các bạn order cái tool này về các bạn chạy, rồi nó boot ram disk thì nó hiện những cái câu lệnh nè. Thì cái này mình cứ để cho nó chạy đi, rồi để nó đang mau hệ thống gì kìa các bạn, rồi nó mau thành công á, rồi mình nạp ti hello. Thì nếu mà bản global á thì mình không có cần xài sim pin nha. Rồi mau thành công nè. Rồi mình làm bytecode thì chọn bytecode, còn mình ti hello thì chọn ti hello nó. Rồi bấm vô ti hello nè. Rồi khi ti hello nó sẽ hỏi nếu mà bản RFN á, giống cái con iPhone 7 này á, thì mình phải dùng cái sim pin để mình giữ cái passband lại. Còn nếu mà bản global á thì là không có cần nha các bạn, không có cần xài sim pin luôn ha. Các bạn nhớ nha, cái sim pin nè, con này RFN, để lát mình bỏ vô cái cho nó xài sim pin ha. Nói chung nhờ cái sim pin này á mà mình giữ lại cái passband được nha, nó đỡ hao pin. Rồi nó ti hello, ti hello thành công á. Rồi mình đợi cái máy nó lên á, mình test. Rồi nó báo ti hello thành công nè. Rồi các bạn bấm ok, chờ cái máy nó boot lên nha. Mình đừng có rút cáp vội, chờ nó boot lên. Coi thử nó boot lên rồi nó ti được không? Không được thì mình dùng cái sim pin á, mình fit nó. Các bạn chờ xíu cho nó boot cái máy lại nè. Ồ, nó boot cái máy mà nó còn kẹt recovery nè các bạn. Cái này thì mình mở BioTool đó, thì mình exit nó thôi. Mở BioTool nè, nó có chữ exit recovery mode á, mình bấm vô. Rồi nó tự boot cái máy lên lại. Thường thường cái bản RFN mình bypass mà giữ lại passband á là nó không có active được ha, mình phải xài cái sim pin đó thì nó mới cho mình vượt qua cái màn hình kích hoạt nha. Rồi giờ ti nè. Ồ, trên BioTool nó vẫn báo chưa kích hoạt. Đó các bạn thấy không? Hiện tại thì mình bypass, mình không có cần đổi số series rườm rà như lúc trước nha các bạn. Rất là tiện lợi ha, số series gốc đầy đủ luôn, số email đầy đủ luôn. Bây giờ mình ti thử nè. Thì nếu mà mình muốn làm hello nghe gọi á thì mình cái con này thì mình xóa sạch đi, mình order mình làm hello nghe gọi luôn. Nó tiện hơn là đổi số series ha. Rồi vẫn là khóa kích hoạt nè các bạn, khóa kích hoạt cho chủ sổ nè. Bây giờ là mình bỏ cái sim pin vô ha, hướng dẫn các bạn cách bỏ sim pin luôn. Nhiều lúc các bạn lấn cấn cái chỗ này nè. Rồi giờ mình bỏ cái máy đang là tình trạng là khóa kích hoạt cho chủ sổ, rồi mình bỏ cái sim pin vô, cái sim cài mã pin nha, cái sim cài mã pin đó. Cái này khá là đơn giản, các bạn biết thì lên Google mình tìm hiểu. Cái sim này thì mình không có sử dụng, kiếm cái sim hư sim bỏ, rồi khi nó hiện cái mã pin đó thì không có được nhập nha. Nhớ là không có được nhập cái mã pin, bấm cancel, bấm hủy. Khi mình bỏ vô á thì mình phải tắt máy khởi động lại nè, tắt cái máy đi rồi khởi động lại. Rồi hướng dẫn các bạn là bỏ qua cái bước mà hỏi sim pin nha. Rồi mở lên lại, chờ nó lên lại, rồi nó sẽ báo nó hiện mã pin tiếp. Đó, bắt đầu nó hiện mã pin nè. Đó, mình không nhớ là không có nhập mã pin nha. Các bạn quẹt xuống giống như là quẹt cái thanh thông báo vậy á, quẹt cái thanh thông báo từ trên xuống giống như mình kéo mình coi mấy cái thanh coi thông báo rồi đó, là nó sẽ bỏ qua nha các bạn. Bỏ qua rồi các bạn mình đặt ti vô thôi. Coi wifi có nè, kết nối đầy đủ. Rồi mình cứ đặt ti vô đó, nó sẽ không có hỏi nữa ha. Thì mình bypass kiểu này á thì cái bản Nomid RFN á thì mình giữ được cái passband đó, nó tránh tình trạng hao pin. Rồi vượt qua ok ngon lành. Rồi vô phần giới thiệu nè, 15.7.3 đó các bạn thấy không, passband còn nguyên nè, đầy đủ ha. Thường thường nếu mà mình xài mấy cái này bật tắt máy bay á, khi nó hỏi sim pin á, thì nói chung là mình không có nhập sim pin là được, bấm hủy hoặc là cancel đi là nó bỏ qua thôi, mình xài thoải mái. Giờ mình test, mình fix cái thông báo, mình test cái thông báo nè. Khi nhập ID á, đừng có nhập trong cái phần cài đặt trước nha. Mình vô Apple Store nè. Mình tải một cái app hay là một cái game bất kỳ á, rồi chờ nó hiện đang nhập ID á, thì mình đang nhập chỗ này á thì nó nhanh hơn nha các bạn. Các bạn để ý nha, những cái máy bypass thì mình nên nhập như vậy ha.
rồi tìm một cái ứng dụng nào đó, ví dụ như Zalo nè, để mình tải về, mình chút nữa mình test cái thông báo luôn. Rồi các bạn chờ nó tải về, rồi nhập ID vô, nhập ID của mình vô, rồi chờ nó tải cái Zalo gì à. Rồi lát nữa mình coi thử nó có thông báo đầy đủ không ha. Muốn có thông báo á, thì khi mà mình tải cái Zalo chút nữa mình đăng nhập nè, thì mình vô cái phần cài đặt phát tham á đó, vô nè, iLoud nó đã nhập vô nè, ID Apple á, vô phát tham nè, rồi mình nhập cái ID, nhập ID của mình vô là nó có phát tham luôn, thông báo đầy đủ nha các bạn. Lát nữa mình test cho các bạn dễ coi. Rồi chờ cái phát tham nó đăng nhập thành công á, rồi mình nhập Zalo mình test thông báo ha. Rồi phát tham đăng nhập thành công nè, ngon lành luôn. Rồi giờ mình tiến hành mình đăng nhập Zalo. Zalo có rồi kìa, tải về rồi kìa. Rồi mình đăng nhập Zalo, rồi mình test thông báo. Rồi các bạn muốn tải thêm gì thì các bạn tải, thì nói chung cái này thì mình bypass giữ lại bassband thì nó đỡ heo pin thôi. Mình xài không có cần, nói chung là mình xài wifi á, không có nghe gọi được ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.